Chúng tôi xin được mở đầu phần thông tin lao động xã hội hôm nay bằng một tin vui liên quan đến việc ký kết biên bản ghi nhớ đặc biệt giữa Việt Nam và Hàn Quốc về phái cử và tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc trong năm 2015. Theo bản thỏa thuận này, những lao động về nước đúng hạn và thi đỗ tiếng Hàn sẽ có cơ hội được quay trở lại Hàn Quốc làm việc trong năm 2015. Cụ thể, trong 3 tháng tới đây, 5.400 hồ sơ của các lao động về nước đúng hạn và thi đỗ trong các kỳ thi tiếng Hàn tháng 12 năm 2011, tháng 5 đến tháng 8 năm 2012 và tháng 3 năm 2014 vừa qua sẽ được gửi lên mạng việc làm để người sử dụng lao động phía Hàn Quốc lựa chọn. Hồ sơ này có giá trị trong vòng 1 năm. Đây được xem là một tín hiệu đáng mừng khi thị trường lao động truyền thống và giàu tiềm năng này đã mở cửa trở lại. Tuy nhiên, với hơn 5.000 lao động được gia hạn trong năm 2014, thì năm nay sẽ chỉ có 2.900 lao động được sang nước bạn làm việc trong các ngành nghề sản xuất chế tạo, xây dựng và nông nghiệp. Điều này cho thấy nguy cơ về khả năng đóng cửa thị trường Hàn Quốc là có thể nhìn thấy rõ nếu Việt Nam không giảm tỷ lệ lao động bỏ trốn tại Hàn Quốc trong thời gian tới.